bị răng cắn không vợ? Ôi bê bê cái chỗ. Ôi ơi. Ủa hình như cái này là ếch ma hả nội? Ê, ông Đức kìa mọi người. Xin nhanh vậy? Oh no. Từ từ mà đợi tôi với. Ủa đâu mất tiêu rồi? Ờ trời. Ông qua đó chứ gì? Đây đây trả tôi, trả tôi. Ê trời ơi lẹ vậy? Lẹ gì đây chứ nó không lẹ tao hết vậy. Ôi trời ơi, từ từ của tôi mà. Ủa với gậy sao đồ đạc như vậy nè rồi sao bắt? Trời ơi bà làm cái gì tự nhiên dẫn tôi cái đi đồ đạc lên trên gì? À thì bình thường anh có chịu đi đâu đâu, bây giờ em sẽ dùng cách này em giữ anh đi cắm trại trong rừng. Mệt quá. Bà thấy đi hả xuống hả mo tôi lên đây trời. Mo này nó nặng muốn chết luôn. Nhỏ thôi mà có 10 ký chứ nhiêu nặng. Thả ra đi. Thả mà nghe như mo chết rồi. Nghe nói mo khai cái lỗ tai ngộ vậy. Ê, nghe nói con Mo đánh hơi hay lắm, bây giờ mình thả ra thử coi đánh hơi được cái gì trong rừng. Ok. Đi đi. Ủa xong đi. Ủa xong đi. Nãy em đuổi anh chạy vòng vòng rồi giờ sao rồi vô đây ghê quá hả? Ủa nãy giờ chạy theo em anh không để ý, tự nhiên ở đây cái rừng này sao anh thấy nó hoang vu quá vậy? Gió lồng lộng lạnh lạnh đó nữa. À đúng rồi, có hộp đồ nghề. Hộp. Ủa nãy có đem cái đồ nghề. Xỉa mà nói. Ôi có cái tập về nữa. Hả? Anh đem gì? À, lát nữa ví dụ mình có nấu nước là mình phải có tập về mừng vô. À, đây rồi, đây chính là lá bàn vạn năng. Cái gì vậy? Bây giờ mở ra mình sẽ kiếm hướng để mình đi. Có mà hả? Có sao không? Chứ không nhờ môn hủi hủi hả? Thì môn hủi nhưng mà mình phải định hướng cho môn hủi. Chết, chú thấy gì? Lẹ thấy gì chú? Trời ơi, có thấy cái gì đâu, từ từ. Thôi đi theo môn luôn. Đúng rồi, thả con hống đi, hủy ra đi. Thôi đi, đi. Trời ơi, giờ đi đi đi, mày đứng đi mày gãi nữa. Oh, no. Ủa sao nó tới đây nó ngồi luôn rồi? Có vụ gì ở đây hả? Vậy thôi mình ngồi mình đợi nó coi nó làm cái gì. Yeah. Đi tiếp à? Nó. Vậy là gãi. Ủa nhiên ngồi đợi nó gãi vậy đó hả? Rồi chừng nào mới đi má. Đi rồi, đi rồi. Đi. Ủa mày thấy rau chi vậy? Ủa rau này để làm gì với bà Bê? À, rau này hả? Anh ăn quá được. Trời ơi. Cái gì vậy? Thì nãy giờ anh thấy con mồi nó làm biến quá, bây giờ anh nằm nó lên, anh cho nó đi rồi nó chỉ được anh đi theo. Ây, tính ra anh đi luôn rồi đó. Nãy giờ anh thấy con này nó muốn ăn rau hay gì đó trời. Hay mình hái rau mình đủ ăn nha. Ê, hay ăn lá mơ đi. Yeah. Ê, à, thì ra mày chọn cái chết. Ủa, mà anh chọn chỗ này hả? Đúng rồi, lá vàng chỉ nè. Vậy anh cầm cái xúc xích gì vậy? Hả? Là tôi tưởng con mồi nó chọn cái chỗ này. Đúng là gian xảo, xích đặt trước. Sữa nó đi vòng vòng rừng mọi người ơi, bây giờ nó muốn ăn rồi. Nó đâu cái lòi hỏng nó rồi. Ăn đi bà nội, rồi nhảy tiếp. Hồi nãy giờ nó nhoi như con ngựa vậy mọi người. Biết là không biết bò sữa hay là mon hay là bà ngựa nào. Ý, con đĩa gì chân rồi anh ơi. Hả, à, con đĩa ở đâu? Cái đĩa. Chứ nãy giờ đau quá, bây giờ gỡ ra cho anh đi. Trời, em không biết gỡ. Trời ơi, gỡ cũng không biết gỡ nữa. À, thì bây giờ bà Bê quyết định sẽ hạ chạy ở đây nha mọi người. Sao tự nhiên trời tới thui vậy? Trời, ủa bà Bê, vậy chứ hôm nay bà rủ tôi ra đây cắm trại. Nhưng mà bà sẽ cho tôi ăn cái gì và bà đem theo những cái dụng cụ gì? À không biết nè, nè để em đem theo cái thùng nè, không biết trong đây có gì. Đâu đem ra coi thử. Mời ra thử nha mọi người, có gì ăn đó nha. Ăn dĩa được không anh? Trời ơi, dĩa nhựa mà ăn cái gì? Không được ạ, vậy ăn hai cho tôi ngớ. Hả? Thôi một chai ăn cũng đủ rồi. Yeah. Dĩa muỗng đủ rồi, không có dĩa cho gì. Dĩa ăn nồi được không anh? Thôi ăn con kia đi. Đi nha. Ủa bà Bê có cái nồi dễ thương quá vậy. Dễ thương gì nè. Cái này là phải có bếp ga, đúng rồi, cắm trại mà. Hả? Ủa mà sao có hai lon tay gơ ta? Trời ơi mà còn ướp lạnh luôn kìa. Ở đâu ra vậy bà? Em nhớ rồi, hồi sáng em mới chơi có lại thấy ga. Còn cái gì nữa không? Hết rồi, còn nước suối à. Ủa vậy không có đồ ăn rồi nè. Trời ơi, nghĩ sao rủ tôi đi cắm trại cho đã vô tìm ba cái nồi niêu son chảo nước uống không mà không đem theo đồ ăn này sao?
thì anh đi kiếm đi. Rồi đi lẹ đi. Oh no. A few moments later. Nãy giờ đi 80 tiếng chưa về đó, bực bội ghê mọi người. Có mà tôm nè bé. Yeah. Ủa, tôm ăn câu ở ngoài gần hả? Trời ơi, cái này là tôm tươi luôn á. Đúng rồi, bán câu đó. Xí. À, mày suy nghĩ thiệt rồi, tôm nào sống ở gần bà nội. Cái này mua ở đâu vậy? Mua chợ. Sam. Hey, bếp trưởng đâu? À, bếp trưởng như ma vậy, tự nhiên kêu cái xuất hiện liền luôn à. Ghê nhỏ, tôm này là chiên về bếp bếp nha bà nội ơi. Ủa vậy bây giờ thử bà bê kêu thần rừng ra coi có thần rừng xuất hiện không? Thần rừng kia đó. Bò sữa hả? Con thỏ bò sữa. Mon. Đó, thấy con thỏ bò sữa chưa? Nó chạy dữ bà nội ơi. Con thần rừng này dữ quá. Thôi làm bất lại đi. Cái nồi mini của bà bê dữ thương. Yeah. Trời ơi. Đây, đầu tiên bà bê sẽ bỏ tôm đi nha mọi người. Thôi, con này cho thần rừng ăn đi. Thần rừng nè. Tiếp theo bà bê sẽ chế biến nha mọi người. Ủa, bây giờ trong thời gian chờ đợi mình sẽ làm tiếp cái gì vậy bà Vê? Nước chấm. Yeah. Bây giờ em phải canh nồi lửa nên bây giờ sẽ sai anh đi làm nước chấm nha. Trời ơi, sao bà khô quá vậy? Tự nhiên ngồi đây canh công chuyện nhẹ nhàng gì để tôi canh cũng được vậy? Thôi làm trái mà, đi kiếm lại nước chấm nào độc lạ. Oh, no. Có chân đó, cái bà Vê này tối ngày cứ bắt nạt tôi hoài à. Bây giờ muốn nước chấm phải không? Có liền. What? Đây, vỏ cây. Ồ, vỏ cây rừng luôn, cái này là đúng là đặc sản của rừng nha. Trời ơi. Ê, gì vậy? Ủa, con này là con gì vậy mọi người? Sao nó đen thui à? Cho ăn luôn. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ủa, cái lá này là lá gì lá vậy ta? Bỏ vô luôn. Hình như có cái con nào nó đánh rắm phân ở đây hay sao á ta? Nghe cái mùi nó thơm thẩm. Lấy luôn. What? Bây giờ mình sẽ chào lại xem về cho bà Vê ăn. Tao ơi, tao chích chưa tao. Ê, Vê ơi, có nước chấm rồi nè, Vê ơi, Vê. Nè, ăn đi. Ủa, nó chấm gì hay gớm gì đang thù lù vậy? Trời ơi, bà không biết thôi. Cái này là các loại thảo mộc thiên nhiên cung đình luôn. Bảo đảm mới hái từ trong rừng còn tươi sống natural luôn. Ờ, natural luôn. Thôi, coi, thì hay lắm nè anh à. Em đã cũng chuẩn bị cái nước chấm rồi đó, Tương ơi. Natural đó. Đâu ngon vậy? Anh cũng mới ra ngoài chợ mua anh ơi. Nên bây giờ hả, nước chấm này ăn hả? Ừ, anh ghé ăn cái natural của anh em mà tôi gói được rồi. Quá, chín rồi mọi người ơi. Chính là ăn liền. Quá vậy. Đáng đời, lo ngủ nghe đồ ăn là tỉnh hà. Đó, quá đã luôn. Ủa, sao biết nó chín gì bê? Thì nó màu đỏ là nó chín, đỏ thì tôi ngớt nè bà nội. Ủa, sao bà này bả luộc mà có con tôm khét trong đây là sao tôi không hiểu? Thì nãy bỏ tôm vô trước, chưa bỏ bia vô nó khét. Trời ơi, luộc tôm mà có vụ tôm khét nữa. Dạ, dạ ăn không? Ăn. Ủa anh, cái con đó nó làm gì vậy? Ủa, sao nó ngồi? À, nó đang ngồi nó canh cho mình đó. Tại biết sao không? Nghe nói ở trong này có rắn. Có. Trời ơi, có cọp luôn á. Tại biết có, xà quá anh. Trời ơi, có khủng long luôn á. Có khủng long luôn á. Cực kỳ thuyết phục. Mới vô là bắt nạt kêu lột hoài mà. Thì em phải lột tôm cho em ăn chứ. Vậy mới tình cụm rồi mà mọi người. Ủa sao anh lột con tôm khác cho em vậy? Người ta nói là con đẹp để lại, con xấu ăn trước. Đưa con xấu cho bà Vê ăn trước. Coi chừng em má ơi. Ủa hôm nay bà Vê hả quên đem muối tiêu chanh rồi mọi người. Chứ không thôi tôm này hải sản mà mình chấm muối tiêu chanh là siêu ngon luôn á. Nhưng mà hả giờ lỡ đem tương ớt, ăn tương ớt đỡ cũng được. Ừ. Cho anh ăn tôm nè. Dạ, anh lộp con thứ hai giùm. Ừ. Tự nhiên lộp cho ăn không ăn, cho chó ăn là sao kỳ cục vậy. Ê, bớt vậy bà nội ơi. Em ăn nữa. Tụi, thấy cái lọc của tôm đẹp. Tươi, quá tươi luôn. Tuy là ăn tôm chung với tương ớt có hơi sai xíu nhưng mà cũng được, cũng ngon. Ngon mọi người. Miễn có màu cam đường này thấy không? Tươi ha. Mọi người. Hình như con tôm mình hấp bia ăn thịt nó ngọt đó bê. Đúng rồi, thơm ghê. Thơm mùi bia đó, nó có lúa mạch á, nó thấm cho con tôm ăn ngọt đã. Yeah. Ủa vậy có hấp bia vậy xíu mình ăn xong mình có xỉn không anh? Chắc không đâu, dễ gì. Mấy con tôm này nó mới xỉn nè, nó đỏ, thấy không? Còn mình ăn thịt nó thì mình đâu có uống bia đâu mà mình xỉn. Yeah. Trời ơi, nguyên một đống tôm bắt lộn hết trơn. Ăn đầu tôm nè con. Trời đất ơi, ngon quá con ơi, đỉnh cao luôn con ơi. Đó, còn nãy giờ anh Đức đã lộn hết một đống tôm rất là tươi sống nè mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử ha. Để bóp con cho anh cameraman. À, anh cameraman. Tôi ha. Ngon. Trời ơi. Ngon.
Đây là bé Tôm cuối cùng của buổi đi gần ngày hôm nay đó. Bạn của tôi mà. Ôi, chưa cho tôi ăn với. Ủa, sao nãy giờ không thấy con Mo đâu hết gì ta? Bà Bê. Mo ơi. Mo nè. Ủa, vậy đi nó đi đâu rồi? Oh no. Ê, anh thấy sau lưng em có động đậy gì, đi qua lớp coi thử ơi. Ủa? Sao vậy Mo? Ủa, trời ơi. Rồi, Mo phát hiện cái da rắn luôn kìa. Ở đây luôn hả? Ghê vậy? Mo hồi nãy giờ đi đâu vậy? Có sao vậy? À, đúng rồi, nãy giờ mất tiêu tôi rồi. Ủa? Ở chân nó bị chảy máu gì Bi? Trời ơi, cứu nào nó bị rắn cắn không vậy? Trời ơi, cái này là con da rắn này là da rắn bự lắm nè. Đâu Tuấn, gỡ ra đi Tuấn. Ây dồ. Gỡ ra từ từ. Trời ơi. Trời ơi, má con này dài dữ vậy? Trời ơi, con Môi đánh hơi hay quá hả? Hay quá ta, trời ơi, ghê. Cái da rắn dài vậy luôn. Ủa vậy là ở đây có hang rắn đó mọi người. Trời ơi, thôi đi vô đi, đi bên ơi, đi. Ủa, bà Bê ơi, sao bên kia có khối đỏ kìa? Ừ, ghê vậy. Ê, lại là khối đi anh. Ê, khoan Bê, coi chừng. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Ủa, sao trong đây có con ếch bự vậy Bê? Ủa, hình như cái này là ếch mà anh ơi. Ôi, bây giờ sao giờ Bê? Thôi anh nghĩ là thấy chó điềm xuôi hồi nãy có cái đỏ rồi.